Thưa quý vị, toàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hiện có 10 chi hội, 44 câu lạc bộ đội nhóm Taekwondo trực thuộc Hội Taekwondo tỉnh với khoảng 2.800 võ sinh tập luyện thường xuyên. Đại hội Hội Taekwondo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khóa 4, nhiệm kỳ 2024-2029 đã diễn ra sáng nay nhằm nhìn lại quá trình hoạt động của hội 5 năm qua, đồng thời xác định phương hướng nhiệm vụ trong những năm tiếp theo. Trong nhiệm kỳ 2017-2023, mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức, nhất là ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhưng hoạt động của Hội Taekwondo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để lại nhiều ấn tượng. Các võ sinh Taekwondo Bà Rịa Vũng Tàu đã tham dự 20 giải Taekwondo trong khu vực quốc gia và quốc tế và giành được tổng cộng 205 bộ huy chương. Phát huy thành quả đã đạt được, đồng thời khắc phục những hạn chế tồn tại trong hoạt động của nhiệm kỳ qua. Nhiệm kỳ 2024-2029, Hội Taekwondo tỉnh quyết tâm tạo ra những dấu ấn mới, phát triển mạnh phong trào, tính xã hội hóa cao, có nhiều đóng góp quan trọng cho Taekwondo chuyên nghiệp. Đại hội đã bầu 21 đại biểu vào Ban chấp hành Liên đoàn Taekwondo tỉnh, nhiệm kỳ 2024-2029.